Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn đã tới với video reaction của chú Hoài Bảo. Thì một khoảng thời gian rất là hình như một khoảng thời gian rất là dài, Bảo vẫn kiểu giống như là bữa giờ Bảo bị bệnh á, cho nên Bảo không có đủ cái sức mà để gọi là quay video hay làm video cho các bạn xem. Và bây giờ Bảo đã đỡ hơn rồi, cho nên Bảo sẽ quay thật là nhiều video cho các bạn nha. Thì tao nói là bữa giờ Bảo bệnh mà lên bờ xuống ruộng luôn đó các bạn, cho nên Bảo không có cái thời gian, cũng không giống như là không có đủ sức khỏe để quay clip cho các bạn. Tới bây giờ giọng Bảo nó cũng còn hơi ồ ồ bởi vì Bảo chỉ mới vừa hơi khỏi bệnh một chút thôi, cho nên bắt đầu từ bây giờ khi mà Bảo đã khỏe hơn thì Bảo sẽ quay thật là nhiều video cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ Bảo. Và hôm nay Bảo sẽ quay video reaction về một bài hát mới của nhóm Twice, đó là bài Dance the Night Away. Sorry các bạn, thông cảm cho Bảo nha, nếu mà trong cái video này các bạn thấy cái giọng của Bảo hơi lạ là bởi vì Bảo mới vừa khỏi bệnh xong á, cho nên cái giọng của Bảo nó vẫn còn kiểu mà bị kiểu mà cái giọng của Bảo vẫn còn hơi bị nhiễm 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 bệnh đó các bạn, cho nên nó hơi ồ ồ rề rề, có gì các bạn thông cảm nha. Và bây giờ mình sẽ vô thôi, let's go. Juice. Lạc trên đảo hoang đồ, nó kiểu như là mình bị trôi dạt vào biển mà mình vẫn xinh đẹp bạn ơi, mình không có bị ảnh hưởng gì hết, nhan sắc vẫn đẹp. Wow, đảo đẹp quá. Trời ơi, nhìn sai lều cưng quá à. Bảo nói thiệt với các bạn nha, Bảo mà coi mấy cái phim mà lạc trên đảo hay gì là Bảo thích nhất là cái cảnh mà người ta chuẩn bị, mà người ta xây lều, rồi người ta dùng cây này kia, người ta xây lều á. Mà Bảo rất là thích xây những cái lều vậy á, kiểu như là mình thích vậy á. Mình ở nhà, hồi nhỏ Bảo ở nhà cũng hay thích xây mấy cái lều vậy đó. Bảo chùm cái mền lên, xong rồi cầm hai mấy cái cây Bảo cắm lên rồi Bảo xây cái lều. Thích lắm. Ôi rồi trên gì biển này gì ngắm sao à, ta nhà dễ thương quá à, sao đây dễ thương quá à. Ôi khoan khoan, hình như cái con này là cái con ốc mượn hồn á, cái con mà mua mua đang cầm á. Ủa đúng rồi, con ốc mượn hồn á. Quá wow, bài này mùa hè quá à. Chị sư cưng đó à. Ôi trời trời trời, cái điệu này, điệu nhảy này ha, điệu điệu nhảy là điệu nhảy lội nước nè, điệu nhảy bơi biển là đó, thấy chưa đó. Ôi chiều dữ đúng không? Trời chiều thật, hai cái bánh dễ thương à. À hồi giọng sai nè dữ hả? She's so cute right? Tóc mới hợp với che dâu quá à. Trên do cái concept này rất là hợp với trên do luôn á bạn. Rất là hợp luôn á, kiểu tóc của trên do dài ra hả?
마지막 인듯 소리 질러 저 멀리 끝없이 날 오르듯 힘껏 뛰어 더 높이 힘껏 뛰어 더 높이 오늘 이 바람 끝 소리 질러 저 멀리 끝없이 날 오르듯 힘껏 뛰어 더 높이 힘껏 뛰어 더 높이 오늘 이 바람 끝 So cute right? Trời ơi, da của ta hình trắng quá à. Trắng thiệt luôn á. Da đẹp lắm luôn á. Mình nói thiệt luôn á là trong size là mình thấy là da hình là da đẹp nhất luôn á. Chị Hồ mặc cái đầm đó với lại nhảy cái kiểu này nó nhìn nó khỏe khăn quá hả? Ôi thích quá, ước gì tôi cũng lạc trên đảo vậy. Lạc mà có bạn bè vậy á. Lạc mà đông đông vậy mới vui. Lạc mà mình mới sợ, lạc đông đông vui. Trời ơi xinh quá. Kìa tàu kìa mấy má, quắt đi quắt đi. Rồi ngủ luôn. Để mẹ tàu luôn. Khỏi cứu chị. Chị đi ngủ. Ôi dễ thương quá à. If you wanna have some fun, la 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 la. If you wanna have some fun. Ok, và đây sẽ là một sẽ là phần nhận xét của Bảo về bài hát Dance the Night Away của nhóm Psy. Thì Bảo thấy là cái bài này ra là chỉ để phục vụ cho mùa hè thôi. Là nói chung là cái bài này nó rất là hè, kiểu giống như là nó rất là mát mẻ. Chúng ta nhìn vào thì chúng ta cảm thấy nó sẽ đỡ nóng. Các bạn hiểu không? Nhìn vào chúng ta sẽ rất là thích kiểu ở biển mà các bạn, mà đã vậy mà còn có lều này kia nữa. Rồi nhảy ở dưới mặt trăng này này kia, rất là thích. Nói chung là cái bài hát này á, là một cái bài hát là đánh đúng trọng tâm của bài. Và cái nhạc của bài, cái giai điệu của bài hát này nghe nó cũng rất là vui và nó cũng rất là tươi mát. Khi mà mình nghe cái bài hát này thì mình cảm thấy rất là fresh, rất là thoải mái, nó rất là relax. Và những cảnh trong MV này nó cũng khiến con mắt mình nữa, kiểu giống như là có những cái mà gọi là kích thích người xem, kiểu giống như là mình giống như là một món ăn gì đó, các bạn muốn người ta nhìn thèm, các bạn muốn người ta thèm và vô cái quán của bạn để ăn á, thì các bạn phải chụp hình làm sao cho cái món ăn của bạn thật là ngon. Thì cái MV Dance the Night Away này nó mang lại tất cả những hình ảnh mà của biển nè, của rừng nè, mà nó không có bị quá gọi là nhìn nó không có bị quá nực, mà kiểu giống như là nó rất là mát, kiểu rất là tươi luôn á các bạn. Cho nên mình cảm giác khi mà mình xem MV này, mình cảm giác giống như là mình đang enjoy cùng với Chai vậy đó. Mình giống như là mình đang ở cùng Chai ngay tại biển vậy đó các bạn. Rất là mát và rất là, nói chung là nó đưa lại cho mình một cái cảm giác rất là thích. Và cái bài hát rất là dễ thương, kiểu là cái gì hiệp như ba hè sa tình tình, cái giai điệu của nó rất là nghe rất là cute. Và đặc biệt là giọng của Sana trong cái bài hát này là nó quá cute luôn, nó rất là cute luôn á, là rất là dễ thương. Cái giọng của Sana trong bài này, tới những cái phần like của Sana là mình ngồi mình nghe mình nói trời ơi sao mà dễ thương dữ, mình cảm thấy trời ơi, sao mà dễ thương dữ vậy trời. Và cái bài này, cái concept của Dance the Night Away này rất là hợp với lại Jun Jun. Bởi vì á là Jun Jun nhìn rất là khỏe khoắn. Cái phong nó rất là hợp với Jun Jun luôn á, tại vì nó khiến cho cái hình ảnh của Jun Jun, tại vì Jun Jun là một cái gọi là nhìn Jun Jun rất là khỏe khoắn và rất là tươi trẻ, các bạn hiểu không? Cho nên cái MV này rất là thích hợp. Vậy mà nó cái concept là rất là hợp với Jun Jun. Và hình như tóc của Jun Jun đã dài ra rồi, cho nên nhìn Jun Jun rất là nữ tính, rất là đẹp á. Và tới cái kiểu mà Bảo cảm thấy hình như là trong cái MV này Mina ít cảnh hơn. Và tại vì chỉ có một cái cảnh mà tới kiểu mà chiếu tới Mina hát, là tới cái khúc mà Mina ngồi với lại Jaehyun và Naeyeon, Mina ngồi giữa và hai ba người ngã vô thôi, là chỉ có khúc đó là quay cận mặt Mina, và lúc đó Mina hát thôi. Cho nên Bảo thấy là qua cái đây là thì Mina ít cảnh hơn. Và nói chung là Bảo cũng cảm thấy rất là enjoy cái kiểu mà Bảo cảm thấy rất là thích thú khi mà xem cái MV
và cái bài hát Dance the Now Away này. Và đặc biệt là những cái động tác á, nhìn nó rất là gọi là mình rất là gọi là muốn nhảy theo luôn á, kiểu tại vì đang gọi là mùa hè mà mình đang muốn hòa nhập á, cho nên rất là muốn nhảy theo những cái động tác gì nè, rồi những cái động tác quơ quơ vậy thôi á. Nhưng mà các bạn thử đó, mà các bạn vừa hát mà các bạn rồi bắt đầu bơi nè đó, các bạn bơi là các bạn những cái động tác này khá là khó, tại vì nó dãy như vậy nè, thì khi mà các bạn làm thì nó sẽ rất là mệt tim các bạn, đúng không? Khi mà các bạn làm á thì nó sẽ rất là mệt, và nó sẽ rất là kiểu mà giống như là tập bảo thấy là cái MV này là cái những cái động tác của trai là nó là hơi khó hơn rồi đó. Ừ. Nói chung là Bảo cũng rất là thích cái MV Dance the Night Away này của trai. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã nghe những gì Bảo nói. Và nếu các bạn thích video này đừng quên nhấn like và nhấn nút subscribe để ủng hộ cho channel Bảo nha. Và các bạn nếu mà muốn Bảo reaction MV nào nữa thì các bạn có thể comment bên dưới cho Bảo biết nha. Và xin lỗi các bạn và mong các bạn thông cảm là giọng của Bảo hôm nay nó hơi kỳ kỳ, nó hơi ngộ ngộ. Tại vì Bảo mới vừa hết bệnh xong. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại. Peace.